Xin chào các bé ơi, bây giờ chúng mình sẽ học tập đếm bằng ngón tay nhé. 1 1 1 2 1 2 2 3 1 2 3 3 4 1 2 3 4 4 5 1 2 3 4 5 5 6 1 2 3 4 5 6 6 7 1 2 3 4 5 6 7 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 dấu cộng dấu trừ dấu nhân dấu chia dấu bằng